Cương ơi, tìm chú cái thước. Xem bên phòng làm việc bên kia có thấy không? Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em lại lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một bộ 5 thước liền liền EQUAL liền công suất của Panasonic. Bộ này thì độ đẹp khoảng 95%, rất là đẹp anh em nhé. Đấy. Chỗ này nó dính cái gì một tí thôi này. Đấy. Đó, còn đâu là rất là đẹp anh em nhé. Đẹp. Đẹp 95%. Đấy. Chạy rất là ổn định về cái phần công suất và phần lọc xì. Đây, phần công suất này, đây là phần công suất, thớt lọc xì. Rất là ngon anh em nhé. Cassette chạy về cũng ok. Cơ bản là ok anh em nhé. Ngon. Đấy, phần CD thì không chạy. Em không dọn CD đâu. Cassette là mình đút băng vào thấy nó chạy thì báo chạy thôi, chứ còn cũng không dọn dẹp. Đấy, EQUAL của nó chỉnh rất là ngon anh em nhé. Đây, tất cả các núm nút này chỉnh núm nào cũng xuống ngon nhé. Bấm nhẹ cái ăn luôn nhé. Đấy, rất là ngon nhé. Đèn vẩy đẹp. Đèn vẩy còn sáng đẹp anh em nhé. Mặt tiền rất là đẹp. Con này anh em bày biện thì hết nước chấm luôn. Rất là sang. Đây, phần cassette em test cho anh em nhé. Đây là cái băng của Nhật này. Đấy. Chạy đi này, chạy lại này. Ủ hai này. Đấy, chạy ngon nhé, tua này. Tua thì hơi nặng một tí thôi. Tua đi ngon này, anh em nhìn công tơ mét xoay ù vù à. Đây công tơ mét đây này. Đấy, tua đi. Tua lại. Đấy, tua đi tua lại nha. Đây tua bên này này. Đấy, tua vù vù luôn. Tua lại này. Đấy, bên này ngon này, bên này tua vù vù luôn. Chắc có thể băng để mới hơn. Băng này mới hơn nên tua nó bon hơn. Đấy. Rất là ngon nhá. Năm thớt là năm thớt liền anh em nhá. Đây, liền cục nhau này. Đấy, anh em nhìn liền cục này. Đấy. Nóc đẹp. Nếu vỏ vỏ rất là đẹp anh em nhá. Đây, phía sau đây. Rất là đẹp và rất là dễ sử dụng anh em nhá. Đấy. Anh em được cắm tín hiệu vào đây được input nhá. Đấy. Đây là cắm đường tivi điện thoại vào đây này. Đấy. Đây là cầu ra loa anh em nhá. Đây công suất của nó đây, tận 133W luôn anh em nhé. Hàng Nhật, Made in Japan luôn, sản xuất tại Nhật, điện 100V anh em nhé. Có phía dưới chân này là nó để kho nên là chắc là dính nước nước, dính ẩm. Dưới phía dưới chân này nó xỉn hơn anh em nhé. Chân gì nó cả mặt dưới này nó cũng gì hơn một tí này. Nhưng mà chẳng ai lật, bình thường anh em sử dụng chào anh em lật cái đấy lên mà nhòm cả. Đấy, nó ở phía chân thôi. Chân phía trước này. Đấy, phía trước nếu cắm tín hiệu vào đường của nó thì anh em bấm về đây nhá, bấm về đát này. Đấy. Voi số nhá. Voi số êm ru luôn. Đấy. Đấy. Năm thớt này em thanh lý cho anh em là 1.800.000 thôi anh em nhá. 1.800.000 năm thớt thôi. Bình thường anh em mà bỏ tiền anh em mua nguyên cái lọc xì này, mua nguyên cái lọc xì này mất tầm khoảng 2 triệu 3 đến 2 triệu 6. Mọc xì một dàn đèn như này là anh em mất 2 triệu 3 đến 2 triệu 6 mua nguyên thớt lọc xì. Rồi cái thớt âm đi anh em mua mất tầm 1 triệu 3 đến 1 triệu rưỡi nữa. Đấy, nếu mà tách mua nguyên lẻ như thế. Đấy, đây nó liền cục luôn. Nên tất cả các tính năng nó vào một cục luôn thì giá nó rất là êm. Em để cho anh em 1 triệu 800 nghìn thôi nhá. Rẻ bèo rẻ bọt. Về anh em đánh những cặp loa Nhật. Nhưng mà loa của Nhật anh em đánh bát 20 đến 30 anh em nhá. Đánh ngon luôn, đánh khỏe, căng. Đấy. Rồi. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Đấy. Ngoài ra thì em muốn giới thiệu thêm cho anh em là một cái kênh mới của em. Đây, anh em lên phần tìm kiếm YouTube nhé. Kênh Nhật Bản Audio này một thời gian nữa là em sẽ ít lên hơn. Em sẽ đẩy quyền lên cho một bạn khác để bạn lên, bạn sẽ lên trên kênh
kênh này đây, kênh của em là kênh Loa Nhật này anh em nhé. Anh em có kênh Loa Nhật này đấy, kênh Loa Nhật đấy, là sẽ ra nhé. Đấy, kênh Loa Nhật của em đây đấy, kênh Loa Nhật này, một thời gian tới sẽ lên chủ yếu là trên kênh đấy anh em nhé, kênh Loa Nhật đấy. Kênh Loa Nhật đấy. Trên kênh Loa Nhật thì hiện tại thì cho bạn ấy demo, bạn ấy lên nhiều sản phẩm phết đấy. Tất cả các sản phẩm kênh Loa Nhật này, mỗi sản phẩm đều để gọi là giá thanh lý thôi, rất là rẻ nhé. Đấy, như cặp này, cặp loa Sony này, cặp Sony này bát 12. Đấy, cặp Sony này rất là bóng bẩy đẹp này. Cặp này thì đang xả lên kênh đấy, gọi là xả có 500 nghìn thôi, bình thường em mua tầm 600 rưỡi anh em nhé. Đấy, đây, cặp Panasonic này, combo Panasonic này những 350W thôi. 350W combo Panasonic này nhé, bao gồm một đôi loa trên nóc này đấy, và một cặp loa to bên dưới nữa. Con nóc là để trợ lời để karaoke anh em nhé, trợ lời thêm để karaoke nhé, cái cho cái giải mid trung âm nó rõ, anh em hát nhẹ nhàng nhé, karaoke gia đình nhé. Đấy, bình thường là 2,8 triệu cặp loa này rồi đấy, nhưng anh mua lẻ 2,8 triệu cặp loa này, cặp trợ lời cái 600 nữa là thành khoảng 3,4 triệu đấy. Trên kênh đấy thì hiện tại đang cho bạn đi xả có 2,99 triệu thôi đấy, tất full combo cho anh em luôn đấy. Đây, cục công suất của hãng, chính hãng của LG nữa này. Đấy, cục này có điều khiển từ xa anh em nhé, có điều khiển từ xa đầy đủ nhé, có cả CD ngon này, CD này, cắm USB, thẻ nhớ đầy đủ luôn. Đấy, cảm ứng nhé, cục này phim bấm cảm ứng. Đây, rất là nhiều sản phẩm. Đây, cục công suất này có giải mã này, cục công suất của Sony này, có giải mã này, chỉnh bát chép đầy đủ luôn trên máy đây anh em nhìn này, hai núm chỉnh bát chép đầy đủ nhé, cục này rất đẹp luôn. Đấy, đang xả 900.000, đúng ra là 1,2 triệu cơ, đang xả 900.000 thôi mà đánh rất là hay. Đấy, nói chung là nhiều sản phẩm đấy. Rồi anh em đăng ký vào kênh Loa Nhật anh em nhé, anh em đăng ký vào kênh Loa Nhật này để mình có thể tham khảo các sản phẩm của em. Đấy, đây bấm vào nút đăng ký này, đấy bấm nút đăng ký này là anh em đăng ký được thôi. Rồi, cảm ơn và chào tất cả anh em nhé.